Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối thứ tư ngày 23 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Chương trình Thời sự có những tin đáng chú ý sau. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình tiếp xúc đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân huyện Thái Thụy về các vấn đề liên quan đến triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển. Khu kinh tế Thái Bình là khu đa ngành, bao gồm công nghiệp, nông nghiệp nhưng mà nông nghiệp công nghệ cao, đô thị và dịch vụ. Thưởng Tết cho người lao động đang được các doanh nghiệp và các tổ chức công đoàn chăm lo ngày một tốt hơn. Đây được coi là thước đo sức khỏe của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Sáng nay xảy ra một vụ cướp táo tợn ở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết, thưa quý vị và các bạn. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình có buổi tiếp xúc đối thoại trực tiếp với đại diện nhân dân huyện Thái Thụy về các vấn đề liên quan đến triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển. Sự buổi đối thoại còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các sở ban ngành và đại diện cán bộ nhân dân 48 xã thị trấn trong huyện Thái Thụy. Phát biểu tại buổi đối thoại, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, xây dựng khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển là hai dự án trọng điểm của tỉnh Thái Bình trong năm 2019. Trong đó, tuyến đường bộ ven biển khi hoàn thành sẽ giúp kết nối tỉnh Thái Bình với các tỉnh trong khu vực, tạo hành lang giao thông thông thoáng, thuận lợi cho việc giao thương và đi lại của nhân dân. Đặc biệt, tuyến đường bộ ven biển sẽ giúp Thái Bình thu hút đầu tư vào các khu cụm công nghiệp trong tỉnh, nhất là thu hút đầu tư vào khu kinh tế Thái Bình, qua đó sẽ tạo động lực quan trọng để tỉnh Thái Bình bứt phá trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, để triển khai thuận lợi hai dự án trọng điểm này, thì bên cạnh sự nỗ lực chỉ đạo sát sao từ tỉnh đến huyện và xã, thì rất cần sự đồng thuận từ người dân trong việc thực hiện các dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu trao đổi trên tinh thần dân chủ thẳng thắn, đồng thời sẽ giải đáp những băn khoăn thắc mắc của nhân dân, qua đó tạo sự đồng thuận cao nhất để thực hiện các dự án thuận lợi trong thời gian tới. Tại buổi tiếp xúc, đã có trên 20 ý kiến phát biểu của các đại biểu đại diện cho nhân dân của huyện Thái Thụy, trong đó đa số các ý kiến tập trung chủ yếu ở các xã nằm trong quy hoạch khu kinh tế Thái Bình và tuyến đường bộ ven biển đi qua. Đề nghị đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho chúng tôi biết về ranh giới quy hoạch, phân khu quy hoạch, quy mô, tính chất, ngành nghề đào tạo, ngành nghề đầu tư vào khu kinh tế. Thế thì ranh giới quy hoạch ấy thì phía bắc là ở xã Thụy Tân, điểm cực bắc là Thụy Tân. Thế còn phía đông là giáp với biển Đông, dài 54 cây số ở biển. Thế còn phía tây thì là giáp với các xã còn lại của hai huyện Tiền Hải và Thái Thụy. Thì đây là cái ranh giới đã được công bố rất rõ trong quyết định 1089 của Thủ tướng. Thế còn sau này khi mà quy hoạch thì trong cái quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nói rất rõ tính chất khu kinh tế Thái Bình là khu đa ngành, bao gồm công nghiệp, nông nghiệp nhưng mà nông nghiệp công nghệ cao, đô thị và dịch vụ. Là hiện nay đối với xã Thụy Hải là có 60 hectare đất làm muối kém hiệu quả và hiện nay thì cũng đã bỏ hoang. Như vậy thì chúng tôi mong muốn được biết là cái chủ trương và giải pháp của tỉnh đối với 60 hectare đất làm muối kém hiệu quả của xã Thụy Hải. À, Thụy Hải có 60 hectare đất làm muối. Bây giờ thì quy hoạch xung quanh là công nghiệp thì làm thế nào? Nếu muối mà không còn phù hợp, vì thứ nhất là nó lọt vào trong cái khu kinh tế, thứ hai nữa là hiệu quả của muối không còn cao, thì chúng ta hoàn toàn có thể chuyển đổi sang công nghiệp hoặc dịch vụ. Thế còn khi mà đã thu hồi cái diện tích này để mà làm công nghiệp dịch vụ, thì bà con ta yên tâm là cơ chế đền bù và hỗ trợ theo đúng quy định của nhà nước. Đồng thời với cái việc đền bù hỗ trợ đấy, thì sẽ có một cái chương trình về việc làm. Ví dụ hỗ trợ về đào tạo nghề, thế rồi là hỗ trợ về cái việc tập huấn hoặc là hỗ trợ cho vay vốn với cơ chế ưu đãi, vân vân. Vậy khu kinh tế được xây dựng thì việc nuôi trồng thủy sản của nhân dân sẽ như thế nào? Nhân dân có được tiếp tục đầu tư nuôi trồng thủy sản nữa hay không? Thì tôi xin được trả lời ngay là khu kinh tế của chúng ta là khu kinh tế đa ngành, bao gồm cả công nghiệp, cả nông nghiệp, và đương nhiên thủy sản là nông nghiệp, nhưng mà phải là nông nghiệp công nghệ. Thì đương nhiên là trong khu kinh tế sẽ có khu nuôi trồng thủy sản, chuyện đó là đương nhiên. Nhưng mà nuôi ở đâu và nuôi như thế nào thì về mặt quy hoạch ấy, là phải chỉ ra được rằng cái điều kiện tự nhiên
gắn với cái triển vọng phát triển. Đấy, và cái phương thức canh tác sẽ được xác định xem là cái thủy sản sẽ được bố trí ở khu vực nào là hợp lý. Cũng tại buổi đối thoại, người dân còn đặt một số câu hỏi liên quan đến giải phóng mặt bằng và các cơ chế chính sách trong đền bù hỗ trợ nhân dân có đất nằm trong dự án, nhất là giá đền bù đất nông nghiệp, vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân trong vùng dự án, phát triển công nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường bền vững, việc bảo tồn hệ sinh thái rừng ngập mặn và khu vực bãi triều ven biển, khu nuôi trồng thủy hải sản, nuôi ngao, vấn đề nước sạch, vệ sinh môi trường nông thôn, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông. Liên quan đến các cơ chế chính sách trong đền bù hỗ trợ giải phóng mặt bằng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, tỉnh Thái Bình chỉ đạo các địa phương triển khai chi trả kinh phí hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng đúng theo quy định của pháp luật, trên tinh thần vận dụng tối đa mọi cơ chế chính sách hiện hành để đền bù hỗ trợ cho nhân dân. Đối với vấn đề chuyển đổi nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho nhân dân trong vùng dự án, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, dựa trên các lĩnh vực trong thu hút đầu tư, tỉnh Thái Bình sẽ chỉ đạo các địa phương có giải pháp trong việc chuyển đổi nghề nghiệp, hỗ trợ trong đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, phát triển công nghiệp là xu thế tất yếu của tỉnh trong thời gian tới. Tuy nhiên, tỉnh Thái Bình luôn quán triệt rõ quan điểm phát triển công nghiệp nhưng phải bền vững và đi đôi với bảo vệ môi trường. Vì vậy, các doanh nghiệp khi đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh trong các khu cụm công nghiệp, khu kinh tế phải tuân thủ đầy đủ các quy định trong bảo vệ môi trường. Đồng thời, tỉnh sẽ chỉ đạo các sở ngành chức năng và các địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vi phạm trong sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường, hủy hoại hệ sinh thái. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Thái Thụy tăng cường kiểm tra giám sát ở cơ sở, đảm bảo các địa phương thực hiện các công việc được giao đúng theo thẩm quyền quy định. Đối với những địa phương đơn vị yếu kém về năng lực lãnh đạo, trình độ quản lý thì cần xem xét trách nhiệm để có giải pháp xử lý. Đồng thời, tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục đề ra các giải pháp để giải quyết tốt vấn đề xử lý rác thải, cung cấp nước sạch và đảm bảo chất lượng nước cho người dân sử dụng, giúp nâng cao sức khỏe của nhân dân, đảm bảo vệ sinh môi trường ở khu vực nông thôn. Cũng tại buổi tiếp xúc đối thoại, đồng chí Đặng Thanh Giang, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình, thay mặt nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải, trao tặng cho người nghèo huyện Thái Thụy 500 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình tổ chức gặp mặt đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt. Thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh thông báo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh năm 2018. Hầu hết các chỉ tiêu đều hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Đây là năm thứ 3 liên tiếp kinh tế của Thái Bình đạt mức tăng trưởng hai con số và là một trong 3 tỉnh thành phố có tốc độ tăng trưởng cao nhất khu vực đồng bằng sông Hồng. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện nâng cao. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định đây là nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, trong đó có sự đóng góp tích cực của đồng bào có đạo cũng như các chức sắc tôn giáo. Các vị chức sắc tôn giáo bày tỏ niềm tin tưởng phấn khởi trước những kết quả đạt được của tỉnh Thái Bình năm 2018. Biểu thị quyết tâm chung tay góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng văn minh giàu đẹp, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào có đạo chức sắc thực hiện đúng đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Trước đó cũng trong chiều nay, Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình gặp mặt các vị đại biểu chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt. Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thái Bình, đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế xã hội tỉnh Thái Bình năm 2018, mục tiêu định hướng phát triển năm 2019. Đồng thời, đồng chí đề nghị các vị chức sắc tôn giáo tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đạo pháp dân tộc, gương mẫu thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương, nỗ lực cùng Đảng bộ, nhân dân toàn tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019. Sáng nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình chủ trì cuộc họp nghe báo cáo phương án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Theo dự thảo báo cáo phương án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy, khu bảo tồn này nằm ở vùng ngoài D8, phía bắc giáp sông Thái Bình, phía nam giáp sông Diêm Hộ, phía tây giáp D, khu công nghiệp Xuân Hải và diện tích hành chính ngoài D8 của xã Thụy Trường, Thụy Xuân và Thụy Hải, huyện Thái Thụy, phía đông giáp Biển Đông. Khu bảo tồn không bao gồm nhà máy đóng tàu Đại Dương, cảng cá Tân Sơn, luồng hàng hải cửa sông Diêm Hộ, khu neo đậu Hải Hà và hai khu công nghiệp Thụy Trường và Xuân Hải đã được tỉnh Thái Bình xem xét quy hoạch.
Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã thảo luận về các phương án tổ chức bộ máy của khu bảo tồn thiên nhiên đất ngầm nước Thái Thụy. Phát biểu kết luận, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh khẳng định, ranh giới khu bảo tồn thiên nhiên đất ngầm nước Thái Thụy đã được xác định trên diện tích khoảng 6.000 hectare. Sau này có điều kiện sẽ xem xét mở rộng. Khu bảo tồn không có sự chồng lấn với quy hoạch khu kinh tế Thái Bình. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng thống nhất mục tiêu chung của việc thành lập khu bảo tồn. Làm thế nào đấy để mà vừa là bảo tồn, vừa là phục vụ các cái nhu cầu dân sinh của người dân địa phương ở đó. Thế và sau này nếu mà chúng ta tổ chức tốt thì nó sẽ trở thành một cái khu du lịch sinh thái và nó sẽ đóng góp rất đắc lực vào cái sự phát triển bền vững của tỉnh Thái Bình. Đấy, chúng tôi khẳng định là thành lập cái này là nhằm phát triển bền vững về trên này. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngầm nước Thái Thụy về lâu dài còn có mục tiêu là giảm tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Về tổ chức bộ máy, dựa trên đề xuất hai phương án, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất với phương án thành lập Ban quản lý khu bảo tồn trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ sắp xếp tổ chức bộ máy Ban quản lý báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt. Cũng trong sáng nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chương trình lễ động thổ khởi công dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và công bố quy hoạch triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp Đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Thái Bình. Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tổ chức lễ động thổ khởi công dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình là sáng ngày 14 tháng 2 năm 2019, tức ngày 10 tháng Giêng âm lịch, địa điểm tại xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy. Dự kiến tại lễ động thổ khởi công dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình sẽ công bố quy hoạch triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp Đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh lễ động thổ khởi công dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình là dự án quan trọng của tỉnh. Đồng chí thống nhất thời gian tổ chức buổi lễ là bắt đầu từ 8 giờ ngày 14 tháng 2 năm 2019, đồng thời thống nhất địa điểm, thành phần mời như trong dự thảo kế hoạch. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức lễ động thổ khởi công đảm bảo trang trọng, chú đáo, tiết kiệm và an toàn. Công tác thu thập, xử lý thông tin, biên soạn và phổ biến thông tin, thống kê thường xuyên, bám sát, dự báo sát thực xu hướng phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là những kết quả nổi bật năm 2018 của Cục Thống kê Thái Bình được nêu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra vào sáng nay. Dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và lãnh đạo Tổng cục Thống kê. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị năm 2019, Cục Thống kê Thái Bình duy trì tốt kết quả thời gian qua, thực hiện đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin kinh tế xã hội định kỳ và đột xuất phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, chuẩn bị số liệu kinh tế xã hội cho Đại hội Đảng các cấp và thực hiện tốt tổng điều tra dân số nhà ở năm 2019. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo Tổng cục Thống kê trao huân chương lao động hạng 3, chiến sĩ thi đua, bằng khen của Bộ Kế hoạch Đầu tư, Tổng cục Thống kê cho các cá nhân tập thể thuộc Cục Thống kê Thái Bình có thành tích xuất sắc trong thời gian qua. Tiếp đó, vào chiều nay, đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp thảo luận về kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019 tỉnh Thái Bình. Về nhà ở tái định cư, sẽ tiếp tục triển khai dự án chỉnh trang khu tập thể 4-5 tầng, phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình. Về nhà ở xã hội, dự kiến triển khai 5 dự án trên địa bàn thành phố Thái Bình, với tổng diện tích đất khoảng 2,87 hectare. Về nhà ở thương mại, tổng diện tích đất xây dựng là hơn 2.100 hectare. Về nhà ở cho người có công với cách mạng, dự kiến xây dựng hơn 4.800 căn. Về nhà ở cho hộ nghèo, dự kiến xây dựng gần 1.000 căn. Ngoài ra, sẽ tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà ở cho công nhân thuê. Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, cơ bản thống nhất với kế hoạch phát triển nhà ở năm 2019 do Sở Xây dựng báo cáo. Đồng chí lưu ý cần tập trung thu hút các nhà đầu tư phát triển nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp và nhà ở công nhân. Yêu cầu các huyện, thành phố rà soát nhu cầu nhà ở thực tế của địa phương để có đề xuất điều chỉnh, bổ sung. Tiếp theo là tin triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2019 và tổng kết phong trào thi đua năm 2018 ở các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, phấn đấu tăng trưởng kinh tế đạt 11,5% trở lên, huyện đạt chuẩn quốc gia nông thôn mới và 90% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành nhiệm vụ là mục tiêu mà huyện Quỳnh Phụ đề ra tại hội nghị triển khai nhiệm vụ xây dựng đảng năm 2019 diễn ra vào chiều nay.
Sự hội nghị có đồng chí Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Phụ đẩy mạnh hơn nữa cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào ba cụm công nghiệp, thực hiện nghiêm các giải pháp xử lý nợ động xây dựng cơ bản, tập trung mọi điều kiện cho các xã còn lại hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, triển khai có hiệu quả kế hoạch tạo việc làm mới, dạy nghề và đào tạo nghề, đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy tinh thần dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể lãnh đạo, người đứng đầu cấp ủy trên mọi lĩnh vực. Sáng nay, phát biểu tại hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác xây dựng đảng năm 2019 của huyện Đông Hưng, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị huyện ủy Đông Hưng thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng, phương thức lãnh đạo của đảng, phấn đấu 100% các xã về đích nông thôn mới, huyện Đông Hưng cơ bản hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. Trước mắt, quan tâm thực hiện tốt sản xuất vụ xuân, chăm lo gia đình chính sách, công tác tuyển quân, thực hiện Nghị định 36, Chỉ thị 04 của Ủy ban Nhân dân tỉnh và đảm bảo an ninh trật tự để nhân dân vui xuân đón Tết an toàn. Sáng nay, huyện Tiền Hải tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018. Tới dự có đồng chí Vũ Đức Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Năm 2018, Tiền Hải kỷ niệm 190 năm thành lập huyện. Do đó, các phong trào thi đua yêu nước đã được huyện phát động, triển khai sâu rộng, sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Trong đó, tốc độ tăng trưởng đạt 12,94%, đứng top đầu các huyện thành phố trong tỉnh. Tổng giá trị sản xuất đạt trên 16.000 tỷ đồng. Toàn huyện đã có 27 trên 34 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Với những kết quả đạt được, năm 2018, huyện Tiền Hải có trên 1.200 lượt tập thể và cá nhân được các cấp ngành khen thưởng. Sáng nay, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tiếp đại diện Tòa Giám mục Thái Bình đến chúc Tết Ủy ban Nhân dân tỉnh nhân dịp chuẩn bị bước sang năm mới Kỷ Hợi. Đại diện Tòa Giám mục Thái Bình bày tỏ vui mừng phấn khởi trước những thành tựu mà tỉnh Thái Bình đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thái Bình đối với Tòa Giám mục Thái Bình và bà con giáo dân trong tỉnh. Thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn Tòa Giám mục Thái Bình và bà con giáo dân thời gian qua đã có những đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh. Tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sản xuất chế biến, người tiêu dùng trong việc thực hành tiêu dùng thực phẩm an toàn là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bình khi giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm tại đơn vị trực thuộc Sở Y tế diễn ra sáng nay. Trực tiếp giám sát tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Thái Bình, Khoa Dinh dưỡng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Vũ Mạnh Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành y tế cần phát huy vai trò cơ quan thường trực, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh, ban chỉ đạo liên ngành, ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành, ban hành quy chế phối hợp liên ngành, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về đảm bảo an toàn thực phẩm, làm tốt công tác thanh tra kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân tỉnh tặng quà cho 4 bệnh nhân nặng có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Năm 2018 được đánh giá là một năm khó khăn đối với nhiều doanh nghiệp vận tải. Tổng doanh thu năm 2018 của Công ty Cổ phần Hoàng Hà đạt hơn 265 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 8,5 tỷ đồng. Năm 2018, cạnh tranh giữa các doanh nghiệp chưa được kiểm soát chặt chẽ, hiện tượng xe nhái thương hiệu, xe hợp đồng trá hình vận chuyển khách theo tuyến cố định còn diễn ra. Tình hình nhân sự không ổn định, có thời điểm thiếu hụt đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ. Cùng với đó là doanh thu từ dịch vụ kinh doanh bất động sản và cho thuê văn phòng giảm sút trầm trọng đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Hoàng Hà. Năm 2019, được dự báo tiếp tục có nhiều khó khăn thách thức, Công ty Cổ phần Hoàng Hà sẽ tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng phục vụ vận tải nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, khai thác hiệu quả các mảng kinh doanh hiện có, chuẩn bị đầy đủ công tác nhân sự, phương tiện, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Gần trưa nay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank, chi nhánh xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư đã xảy ra vụ cướp táo tợn. Nghi phạm sau khi thực hiện vụ cướp đã bỏ chạy. Phía công an đang tiến hành truy bắt khẩn cấp đối tượng này.
Theo nhân chứng kể lại, vào khoảng 10 giờ kém 5, một đối tượng sau khi vào phòng giao dịch đã dùng một con dao quắm đe dọa bảo vệ và cán bộ nhân viên ngân hàng, đồng thời dùng bình xịt hơi cay tấn công nhân viên phòng giao dịch. Thì lúc bây giờ thì khách hàng giao dịch là gần hết rồi, chỉ còn có một vợ chồng anh gửi tiết kiệm thôi. Thì chúng tôi đang ngồi làm việc cái này thì bất ngờ có một người vào cái là dùng cái bình xịt thẳng vào mặt tôi luôn. Vì tôi ngồi ở bàn số 1 đầu tiên, xịt một cái vì tôi vừa ngẩng lên cái lại xịt cái nữa vào vào vùng mồm miệng này. Thế là lúc bây giờ là nước mắt nước mũi là giàn giụa, là không biết gì nữa. Số tiền bây giờ thì cá nhân báo cáo chỉ là chúng tôi vẫn chưa thể nắm được cái số tiền chính xác bởi vì chưa được khóa sổ, vì công an vẫn đang làm việc, nên là cái này thì có thể thông tin với lại các anh chị cái số tiền chính xác sau. Ông Trần Nguyên Soái, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tiến, huyện Vũ Thư cho biết, vào thời điểm trên, Ủy ban Nhân dân xã đang tổ chức đại hội thì nghe thông tin chi nhánh ngân hàng Agribank nằm trên địa bàn xã đã xảy ra vụ cướp. Nhưng hiện nay, nghi phạm đã bỏ trốn và phía cơ quan công an đang tiến hành truy đuổi. Thì đối tượng thì khi bắt đầu ra ra ngoài thì hay người anh công an viên chạy trước thì quật vào đối tượng này một gậy. Đấy là thứ nhất, thứ hai nữa là một người đi qua đường đấy, người ta là cũng ném cho đối tượng này là một hòn gạch. Đấy thì đối tượng này là đi xe, thế trong cái đó là chạy thì anh em công an thì mới dùng xe máy đuổi là không kịp. Vụ cướp táo tợn xảy ra giữa ban ngày, ngay cạnh trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vũ Tiến, nên người dân hiếu kỳ đến xem rất đông. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra làm rõ. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình để mọi công nhân đều có Tết, đến thời điểm này, các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nơi trích ngân sách để thưởng Tết, trao quà, nơi thì tổ chức hoạt động văn nghệ thể thao. Tất cả những hoạt động đó góp phần làm ấm lòng những người công nhân lao động sau một năm họ làm việc vất vả. Và những câu chuyện chăm lo Tết cho người lao động sẽ được biên tập viên Thu Hà chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Xin được mời chị Thu Hà. Vâng. Thưa quý vị, thưởng Tết mặc dù không nằm trong quy định bắt buộc nhưng lại là mong muốn và quyền lợi bất thành văn của người lao động sau một năm làm việc vất vả. Và dù ít hay nhiều thì cũng đem lại cho họ nhiều niềm vui. Và sau đó, những nỗ lực thưởng Tết của doanh nghiệp trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc thì sẽ thực sự có ý nghĩa và tạo điều kiện để người lao động được đón một cái Tết đủ đầy hơn. Tại công ty cổ phần khu công nghiệp TBS Sông Trà, không khí lao động những ngày giáp Tết Nguyên đán càng khẩn trương hơn để hoàn thành đơn hàng trước khi người lao động nghỉ Tết. Niềm vui nhân đôi khi trên 700 công nhân lao động của công ty biết được mức thưởng Tết của mình. Ngay từ đầu tháng 1 là công ty đã công bố mức thưởng Tết cho công nhân và chúng ta đã có một tháng lương thứ 13 và mức thưởng Tết sẽ là từ 5 đến 10 triệu. Đến thời điểm này, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã công bố các khoản thu nhập mà người lao động sẽ được nhận vào ngày làm việc cuối cùng trong năm. Phần lớn đều thưởng cho người lao động tháng lương thứ 13. Hai vợ chồng tôi đi làm việc tại xí nghiệp đến nay là được 4 năm. Thì lương tháng trung bình của hai vợ chồng là được gần 12 triệu. Và Tết năm nay hai vợ chồng được 25 triệu thì thưởng Tết. Như Tết Đông Hà, chúng tôi năm nay thì cũng tổng công ty vẫn duy trì cái mức thưởng tháng lương thứ 13. Tức là mức thưởng đấy với Tết Đông Hà, mức chi lên đến là 9 tỷ. Và bình quân mỗi một người lao động tháng lương thứ 13 là trên 7 triệu. Không chỉ thưởng tháng lương thứ 13, nhiều doanh nghiệp còn tặng hàng trăm suất quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Chồng mất sớm, chị Tô Thị Hường phải một mình gánh vác nuôi hai con nhỏ. Tết này gia đình chị Hường chắc chắn sẽ ấm áp hơn với sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp. Ở xí nghiệp thì cũng rất là quan tâm đến đời sống của công nhân, nhất là những cái công nhân có hoàn cảnh khó khăn như chúng tôi. Và cũng tạo rất nhiều điều kiện tốt để chúng tôi làm việc. Chị Tô Thị Hường chỉ là một trong số rất nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ. Và theo thống kê của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình, toàn tỉnh còn trên 5.200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Vậy làm thế nào để họ được đón Tết đầm ấm trọn vẹn với phương châm mọi công nhân đều có Tết? Và những chương trình Tết sum vầy đã được nhiều công đoàn cơ sở tổ chức để chăm lo thiết thực nhất cho người lao động. Cũng như mọi năm,
Tết sum vầy do Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Bình tổ chức từ khá sớm. Hàng trăm công nhân lao động từ các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn về tham dự. Họ là những người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhất của các doanh nghiệp. Dù trời lạnh, nhưng có lẽ những người công nhân này đang cảm thấy ấm lòng, phấn khởi bởi họ đã và đang được quan tâm bằng những hoạt động ý nghĩa. Tôi thì cảm thấy là rất là vui và ấm áp. Là cảm ơn lãnh đạo tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh có một phần quà đối với chúng tôi là những người nghèo. 12 chương trình Tết sum vầy sẽ được tổ chức trong toàn tỉnh dịp Tết này. Với hàng nghìn suất quà sẽ được trao tới tận tay những người công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Các đơn vị doanh nghiệp coi đây là phần thưởng, là nguồn động viên, khích lệ mà người lao động của họ xứng đáng được hưởng. Trong khi nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn nỗ lực thưởng Tết và dành những suất quà cho người lao động, coi đây là phần thưởng, là nguồn động viên, khích lệ mà người lao động xứng đáng được hưởng. Tuy nhiên, mức thưởng Tết có sự chênh lệch nhau quá lớn, khiến không ít người lao động chạnh lòng. Một thực tế tồn tại từ nhiều năm, đó là chỉ những doanh nghiệp có mức thưởng Tết tạm ổn thì mới báo cáo lên cơ quan quản lý nhà nước. Do vậy, sẽ rất khó có một bức tranh chính xác về tình hình thưởng Tết ở tất cả các đơn vị doanh nghiệp. Bên cạnh những doanh nghiệp có mức thưởng Tết cao, còn nhiều doanh nghiệp chỉ thưởng cho người lao động những khoản tiền mang tính chất tượng trưng, khiến không ít người lao động chạnh lòng. Tội khó nói lắm, vì làm ở đây từ trước giờ cũng chưa không. Mọi năm thì cái chế độ thưởng Tết cho công nhân như thế nào? Năm ngoái tôi đi viện không có nhà, chồng tôi đi viện mấy tháng không có nhà. Thế năm nay thì sao? Năm nay thì tôi lại bắt đầu đi làm, chưa thấy có gì. Tết, hẳn nhiên với nhà nào cũng vậy, cũng rượu, cũng bánh, cũng lễ lạt nội, ngoại, đôi bên. Nhà nào cũng phải lo như nhau, vì lẽ đó nên Tết thực sự là một nỗi lo, nếu không muốn nói là một gánh nặng với những người thu nhập hàng tháng chưa đủ dư giả, mà Tết lại không có thưởng. Để hạn chế đến mức thấp nhất sự chênh lệch quá lớn giữa các đơn vị doanh nghiệp và để tất cả công nhân lao động đều được thưởng Tết, ngành công thương Thái Bình đã vận động các chủ doanh nghiệp xây dựng các quỹ phúc lợi, chăm lo tốt hơn cho người lao động. Cái thưởng Tết thì với ngành công thương cũng chỉ đạo các cái công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo các doanh nghiệp làm sao cái thưởng Tết nó phải công bằng, nó xem. Bởi vì lý do là nói như thế, đấy, nhưng mà cái thưởng Tết thì là tháng lương thứ 13. Thứ hai là có đơn vị thì thưởng theo cái năng suất lao động của người lao động trong một năm. Tất nhiên là sẽ chỉ đạo làm sao giữa người chênh lệch, giữa người nhiều người ít thì nó không chênh lệch nhiều. Vâng, thưa quý vị, mức thưởng Tết có thể coi là thước đo sức khỏe của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Thưởng Tết và những suất quà Tết còn là đạo lý sự tri ân của doanh nghiệp đối với người lao động sau một năm làm việc vất vả. Với sự ghi nhận chân thành bằng phần thưởng xứng đáng và cách thưởng trân trọng những giá trị đích thực của người lao động sẽ là chất keo kết dính tốt nhất giữa người lao động và người sử dụng lao động. Và đến đây tôi cũng xin được kết thúc phần trình bày của mình. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình thời sự. Thưa quý vị, sáng nay công đoàn các khu công nghiệp tổ chức chương trình Tết sum vầy cho công nhân các khu công nghiệp Phúc Khánh và Nguyễn Đức Cảnh. Đồng chí Phạm Văn Ca, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh dự và trao quà. Tại chương trình, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình cùng lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, lãnh đạo công đoàn các khu công nghiệp Thái Bình đã trao 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 450.000 đồng cho 200 công nhân đang làm việc tại khu công nghiệp Phúc Khánh và khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình. Đây là một trong nhiều hoạt động thiết thực của công đoàn các khu công nghiệp nhằm khuyến khích, động viên đoàn viên, công nhân, người lao động trực tiếp trong các nhà máy, các công ty yên tâm sản xuất, vui Tết đón xuân. Đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thay mặt Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã đi thăm tặng quà Tết các thương binh, bệnh binh đang điều dưỡng tại các trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam và Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Đây là các trung tâm đang điều dưỡng, chăm sóc các thương binh và bệnh binh nặng của nhiều tỉnh thành trên cả nước, trong đó 9 thương binh, bệnh binh nặng quê Thái Bình. Sáng nay, Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình ký kết biên bản ghi nhớ về giáo dục đào tạo với Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân Đài Loan. Đến dự có đồng chí Nguyễn Hoàng Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình.
Tại lễ ký kết, Sở Giáo dục Đào tạo Thái Bình và Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân thỏa thuận hợp tác phát triển, đặc biệt là tạo điều kiện cho học sinh sinh viên Thái Bình du học Đài Loan với nhiều học bổng ưu đãi và cơ hội có việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp. Nhân dịp này, Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Minh Tân đã trao tặng 120 suất học bổng tiếng Trung và 120 vé máy bay một chiều từ Việt Nam sang Đài Loan với tổng số tiền trị giá gần 1 tỷ đồng cho các em học sinh sinh viên xuất sắc của Thái Bình. Đến đây, chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình. Xin kính chào và hẹn gặp lại.